Xin chào mừng các bạn đã đến với Digital. Apple sẽ chuẩn bị gia nhập cuộc đua smartphone màn hình gập với sản phẩm iPhone gập riêng mang thương hiệu của nhà táo. Động thái mới này của Apple cho thấy là tham vọng về một chiếc iPhone màn hình gập là hoàn toàn có thật. Theo báo cáo mới nhất từ Apple Insider, dựa trên đơn xin cấp bằng sáng chế mới của Apple, thì chiếc iPhone gập sắp tới của hãng có thể đi kèm với màn hình có khả năng tự hồi phục những hao mòn thông thường, bao gồm cả vết xước và vết lõm. Táo Mỹ đã tiến hành nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cho một loại màn hình gập, đồng thời sở hữu khả năng tự sửa chữa. Ý tưởng này sẽ giải quyết được các vấn đề cố hữu mà các sản phẩm của Samsung đang gặp phải, ví dụ như là việc mở gập màn hình quá nhiều lần hay là khi có bụi lọt vào giữa hai màn hình trong trạng thái đóng. Đơn xin cấp bằng sáng chế có tên là thiết bị điện tử có lớp che màn hình linh hoạt, đề xuất các phương án giảm thiểu thiệt hại và cách khắc phục. Quá trình này thì có thể diễn ra nhờ vào các tác động từ môi trường bên ngoài, ví dụ như là nhiệt, ánh sáng, dòng điện. Tuy nhiên thì công ty vẫn chưa đề cập đến quá trình tự hồi phục này sẽ hoạt động như là thế nào. Bằng sáng chế này cho biết thêm, màn hình này sẽ tự động được phục hồi mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ người dùng. Trong đó nêu rõ một loại vật liệu đặc biệt sẽ được phủ lên phần hiển thị của thiết bị, cho phép lấp đầy các vết lõm, xước hay là các vết hằn trong quá trình gập mở. Dựa vào hình ảnh thì có thể thấy là màn hình mang cấu trúc 3 phần, bao gồm là hai tấm nền thông thường, một màn hình cố định và một cơ chế xoay. Các nguồn tin trước đó cho biết thì iPhone màn hình gập sẽ mang thiết kế đó là khi mở ra, hai màn hình sẽ trở nên liền mạch như là một. Apple là một hãng rất hiếm khi mà vội vã trong việc áp dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, động thái mới này cho thấy việc một chiếc iPhone có màn hình gập sẽ được ra mắt trong tương lai gần là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trước đó, bằng chứng đến từ nhà rò rỉ Ice Universe cho biết Apple đang đàm phán với Samsung Display về các mẫu màn hình gập và lên kế hoạch đặt mua số lượng lớn công nghệ màn hình gập từ Samsung. Trên thực tế thì đã có rất nhiều concept iPhone màn hình gập được cư dân mạng chia sẻ, và khi được hỏi thì các iPhone cho biết chắc chắn là sẽ mua một chiếc khi mà những siêu phẩm này được ra mắt. Còn thực tế như thế nào thì chúng ta hãy cùng chờ đợi đến khi mà iPhone màn hình gập chính thức được giới thiệu nhé. Và vừa rồi là những thông tin của Digital về iPhone màn hình gập. Còn các bạn khán giả của Digital, nếu như các bạn nào đang quan tâm tới những chiếc iPhone thì có thể tham khảo tại đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong khác của Digital nhé. Bye bye.